Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật vui, một bộ phim đặc sắc về Chúa Giêsu sẽ được công chiếu trên kênh truyền hình VTC16 trong mùa lễ thương khó phục sinh. Thêm bản tin, hàng loạt diễn nguyện như thật trong ngày thứ 6 tuần thánh tại các giáo xứ Việt Nam. Kính thưa quý cộng đoàn, trong ngày thứ 6 tuần thánh, lướt qua các mạng xã hội Facebook, chúng ta có thể bắt gặp nhiều hoạt cảnh diễn nguyện như thật về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Những hình ảnh quý vị đang xem là tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Hình ảnh và diễn xuất bởi giới trẻ giáo xứ Vinh Tân diễn nguyện tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, giáo phận Phan Thiết. Tại nhiều giáo xứ họ đạo ở Việt Nam, cha sở và các giáo dân đã tổ chức các buổi diễn nguyện hoành tráng, quy mô và sức chứa lớn với nhiều trang phục cổ, gươm giáo, kỵ binh, mạo gai, tái hiện khung cảnh, không gian và xã hội trong thời của Đức Giêsu hơn 2.000 năm trước. Có thể thấy, hình ảnh nhân vật Chúa Giêsu tại giáo xứ Cày Sặt, giáo phận Xuân Lộc thực sự ấn tượng khi người đóng vai Chúa Giêsu có thân hình cao lớn, mũi lõ, khuôn mặt dạng người, râu tóc. Nhìn nhân vật này rất giống với Chúa Giêsu. Thưa cộng đoàn, một thông tin thật vui và ấm áp, thật tuyệt vời cùng chia sẻ thông tin để lan tỏa tới mọi người. Mùa lễ Phục sinh 2023, mục vụ Jesus Film cho biết sẽ hợp tác với kênh truyền hình VTC16 để trình chiếu bộ phim Lupo Câu chuyện Phúc âm. Phim được chiếu lần 1 trên kênh VTC16 vào lúc 16 giờ 45 phút các ngày mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 4 năm 2023. Lần 2 được trình chiếu vào lúc 16 giờ 45 phút các ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 4 năm 2023 cũng trên VTC16. Lupo Câu chuyện Phục sinh là một phiên bản điện ảnh hoàn toàn mới chia sẻ một cách sống động cuộc đời của Chúa Giêsu. Đây là lần đầu tiên bộ phim được ra mắt công chúng Việt Nam thông qua kênh truyền hình phủ sóng quốc gia VTC16. Dự án phim điện ảnh Lumo là một nỗ lực định nghĩa lại tiêu chuẩn của phương tiện truyền thông kinh thánh bằng hình ảnh. Lấy từng sách phục âm Tân Ước làm kịch bản, Lumo cung cấp 4 bộ phim dài tập với hình ảnh ngoạn mục để vẽ nên một bức chân dung chân thực về cuộc đời của Chúa Giêsu Christ. Bộ phim được trình chiếu tại Việt Nam lần này là kịch bản dựa trên Kinh Thánh Phúc âm Luca dài 2 giờ 20 phút và được chia làm 3 tập phim. Mỗi tập phim được phát sóng 2 lần trên kênh VTC16. Những bộ phim sáng tạo tuyệt đẹp này hiện có hàng chục ngôn ngữ kể cả tiếng Việt. Các bộ phim Lumo được thiết kế để các hội thánh, các mục vụ và cá nhân có thể sử dụng để tạo ra các chương trình bằng hình ảnh hấp dẫn, bám sát kinh thánh nhằm đưa các phúc âm vào cuộc sống. Đại diện Jesus Film Việt Nam, mục vụ phụ trách phát hành bộ phim Lumo tại Việt Nam cho biết, mùa lễ Phục sinh là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ phúc âm tin mừng đến bạn bè, người thân của bạn, những người có cơ hội được Chúa cứu rỗi nếu họ quan tâm tìm hiểu tình yêu của Chúa cứu thế Jesus. Thông qua việc trình chiếu bộ phim trên truyền hình, Jesus Film Việt Nam mong muốn tạo ra cơ hội để lan tỏa rộng rãi câu chuyện phúc âm đến với nhiều khán giả Việt Nam, cả những người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo để họ có cơ hội được biết đến tình yêu của Chúa thông qua bộ phim. Để tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa mạnh mẽ trong mùa lễ thương khó phục sinh lần này, rất mong quý con cái Chúa cùng chia sẻ thông tin về việc trình chiếu bộ phim Lumo Câu chuyện Phục sinh trên VTC16 đến bạn hữu và gia đình của mình cùng xem. Phim cũng được trình chiếu rộng rãi bằng tiếng Việt trên các nền tảng mạng xã hội hoặc website jesusfilm.org. Tác giả Ninh Nguyễn, nguồn hoithanh.com. Xin cảm ơn quỷ đài VTC16 trước những nhu cầu tâm linh của người dân. Nguyện xin Chúa chúc lành tới quý vị và gia đình và xin Ngài soi sáng để nhiều người nhận biết Chúa hơn nữa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.